Trở lại với bản tin tối thứ tư hôm nay của Hồng Việt TV, sau đây là phần tin quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu cho nghị quyết yêu cầu quân nổi dậy Houthi chấm dứt các cuộc tấn công ở Hồng Hải. Thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm nay bỏ phiếu cho một nghị quyết để lên án và yêu cầu quân nổi dậy Houthi của Yemen lập tức chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào tàu buôn và tàu thương mại ở khu vực Hồng Hải. Bản thảo nghị quyết của Hoa Kỳ cho biết, ít nhất 24 cuộc tấn công của Houthi cản trở thương mại toàn cầu, làm xói mòn quyền hải hành, các quyền tự do cũng như hòa bình và an ninh trong khu vực. Quân Houthi được Iran hậu thuẫn công bố, họ thực hiện các cuộc tấn công với mục tiêu chấm dứt cuộc không kích và tấn công trên mặt đất của Israel ở dải Gaza. Theo Bộ Y tế ở Gaza, 3 tháng tấn công của Israel ở Gaza làm cho hơn 23.000 người thiệt mạng, trong đó 2/3 là phụ nữ và trẻ em. Nghị quyết yêu cầu lập tức thả con tàu đầu tiên bị Houthi tấn công ra, tàu hàng Galaxy Leader do Nhật Bản vận hành, có liên hệ với một công ty Israel, bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 11 cùng thủy thủ đoàn. Trong cuộc tấn công mới nhất, quân Houthi phóng một loạt máy bay không người lái drone và hỏa tiễn vào tàu thuyền ở Hồng Hải tối hôm thứ Ba, nhưng chưa có thông tin về thiệt hại. Hồng Hải nối liền Trung Đông và Á Châu với Âu Châu thông qua kênh đào Suez và eo biển Bab el-Mandeb. Các cuộc tấn công của Houthi buộc các công ty hàng hải lớn phải đi tuyến đường dài hơn và tốn kém hơn qua mũi hảo vọng ở Phi Châu thay vì đi ngang qua kênh đào Suez. Nhìn sang tình hình Á Châu, thưa quý vị, lãnh đạo Philippines và Indonesia thảo luận về Biển Đông và khối ASEAN. Lãnh đạo Philippines và Indonesia nhóm họp ở Manila hôm nay để bàn thảo những diễn biến ở Biển Đông và những nỗ lực để thúc đẩy liên hệ thân cận hơn giữa các nước Đông Nam Á, cũng như một loạt các vấn đề khác. Cuộc họp diễn ra sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi hôm thứ Ba cho biết, Indonesia sẵn sàng hợp tác với các nước Đông Nam Á khác để hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Trung Cộng tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông, trong khi Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo chung sau cuộc họp, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nói rằng Tổng thống Indonesia Joko Widodo và ông vừa có cuộc thảo luận chân thành về những sự kiện trong khu vực. Những sự kiện này bao gồm các vấn đề liên quan đến Biển Đông cũng như các biện pháp để thúc đẩy hợp tác giữa các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN. Ông không cho biết thêm chi tiết. Hai bên cũng ký một thỏa thuận về liên hệ năng lượng để hỗ trợ hợp tác giữa các ngành kinh doanh tại thời điểm căng thẳng nguồn cung cấp nhiên liệu như than và khí thiên nhiên hóa lỏng. Ngoài ra, hai nước đồng ý đẩy mạnh liên hệ phòng thủ và thực hiện các thỏa thuận hiện hữu về hợp tác biên giới. Thỏa thuận năm 2014 giữa hai nước phân chia lãnh hải ở vùng đặc quyền kinh tế chồng lấn ở Mindanao và biển Celebes, trong khi thỏa thuận tuần tra biên giới năm 1975 là để ngăn chặn tội phạm trên biển từ hải tặc đến buôn lậu. Nhật Bản nối lại công việc bồi lấp tại địa điểm mới của căn cứ quân sự Hoa Kỳ trên đảo Okinawa bất chấp phản đối của địa phương. Công nhân xây dựng Nhật Bản hôm nay nối lại công việc bồi lấp tại địa điểm mới của căn cứ quân sự Hoa Kỳ trên đảo Okinawa, bất chấp sự phản đối của cư dân trên đảo vì cho rằng hoạt động này chà đạp quyền của họ và ảnh hưởng đến môi trường. Địa điểm di dời dự tính của căn cứ trên duyên hải phía đông của Okinawa là tâm điểm tranh cãi giữa chính phủ ở Tokyo và chính quyền địa phương tại thời điểm tầm quan trọng chiến lược ngày càng tăng của hòn đảo. Okinawa trở thành chìa khóa cho liên minh quân sự giữa Nhật Bản và Hoa Kỳ giữa lúc căng thẳng tăng cao với Trung Cộng, trong khi Nhật Bản cũng đẩy mạnh xây dựng lực lượng quân sự ở khu vực phía Tây Nam. Cách đây 3 tuần, Tòa Thượng thẩm Fukuoka ra lệnh cho tỉnh trưởng Okinawa Denny Tamaki chấp thuận kế hoạch bồi lấp sửa đổi của chính quyền Trung ương và cho phép Bộ Đất đai và Giao thông ra lệnh nối lại công việc bồi lấp bất chấp sự phản đối của lãnh đạo tỉnh. Một xà lan lớn được đưa đến địa điểm này hôm nay.
hai chiếc xe cuốc, múc đá và sỏi rồi đổ xuống biển, một phần trong công việc bồi lấp để gia tăng, gia cố đáy biển rất mềm tại địa điểm cho căn cứ Futenma của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông Tamaki kháng cáo lệnh trên lên tối cao pháp viện, nói rằng phán quyết của tòa bất công, đi ngược lại với nguyện vọng của người dân. Theo luật pháp Nhật Bản, công việc xây dựng có thể tiến hành trong khi chờ tòa ra quyết định. Sang qua tình hình Âu Châu, thưa quý vị, tin tiếp theo đến từ nước Pháp. Ông Gabriel Attal trở thành thủ tướng trẻ nhất của nước Pháp. Ông Gabriel Attal hứa hẹn hành động nhanh và mạnh để giúp tầng lớp trung lưu đối phó với chi phí cuộc sống ngày càng tăng sau khi Tổng thống Emmanuel Macron hôm thứ Ba đưa ông trở thành thủ tướng trẻ tuổi nhất từ trước đến nay của nước Pháp. Việc bổ nhiệm ông Attal, 34 tuổi, ngôi sao mới nổi trong chính trường Pháp, cho thấy ông Macron muốn vượt qua các cải cách gây chia rẽ và tăng cơ hội của đảng của ông trong cuộc bầu cử Quốc hội Âu Châu trong tháng 6 tới đây. Sự bất mãn của công chúng vì chi phí cuộc sống tăng vọt và cải cách hưu trí gây tranh cãi vào năm ngoái ảnh hưởng lớn đến chỉ số tín nhiệm của ông Macron và cơ hội của ông trong cuộc bầu cử của Liên hiệp Âu Châu, nơi đảng của ông thua xa đảng cực hữu của bà Marine Le Pen. Tân Thủ tướng Attal nói rằng quá nhiều người Pháp hoài nghi đất nước, nghi ngờ bản thân họ hay tương lai, cụ thể là tầng lớp trung lưu, những người thức dậy mỗi buổi sáng để đi làm và đôi khi không đủ sống. Ông sẽ tận dụng hết tiềm năng của nước Pháp. Không nắm giữ thế đa số tại Quốc hội, ông Macron cố gắng thúc đẩy nghị trình cải cách trong nhiệm kỳ thứ nhì của ông và nay tập trung vào các mục tiêu đồng thuận hơn như việc làm. Trong các cuộc khảo sát, ông Attal là một trong những chính khách được ưa chuộng nhất nước Pháp trong những tháng gần đây. Ông trở thành người quen thuộc trên cương vị phát ngôn viên chính phủ trong đại dịch COVID. Ông Attal cũng là thủ tướng đồng tính công khai đầu tiên của nước Pháp. Sang qua phần tin khác, thưa quý vị, Ecuador chấn động vì các tay súng đột nhập trường quay truyền hình đang phát sóng. Ecuador đối diện với một loạt các vụ bạo lực hôm thứ Ba, trong đó có vụ các tay súng đột nhập một trường quay truyền hình đang phát sóng, trong khi Tổng thống Daniel Noboa công bố 22 băng đảng là các tổ chức khủng bố và là mục tiêu quân sự. Cảnh sát bắt giữ 13 tay súng đột nhập vào đài truyền hình TC trong buổi phát sóng trực tiếp, trong khi ở chỗ khác, ít nhất 7 cảnh sát bị bắt cóc và nhiều vụ nổ trên toàn quốc. Ông Noboa hôm thứ Hai công bố tình trạng khẩn cấp 60 ngày để đối phó với bạo lực trong nhà tù, như vụ tù nhân bắt giữ bảo vệ nhà tù làm con tin và vụ trốn tù của Adolfo Macias, thủ lãnh của băng Los Coneros cuối tuần qua. Trong sắc lệnh sửa đổi hôm thứ Ba, ông Noboa công nhận một cuộc xung đột võ trang trong nước và xác định hơn 20 băng đảng là các tổ chức khủng bố, trong đó có băng Los Coneros. Chính phủ cho rằng bạo lực là sự phản ứng với kế hoạch của ông Noboa để xây dựng một nhà tù an ninh cao mới và chuyển các thủ lĩnh băng đảng đến đó. Sau cuộc họp an ninh với Tổng thống và quan chức khác, Đô đốc Jamie Vela, lãnh đạo Bộ Tư lệnh phối hợp của lực lượng võ trang cho biết, những sự việc hôm nay cho thấy hành động và quyết định của chính phủ đang tác động lớn đến các băng tội phạm và hậu quả là bọn tội phạm tạo ra làn sóng bạo lực để làm dân chúng hoảng sợ. Toàn bộ các băng đảng trong sắc lệnh của ông Noboa nay là các mục tiêu quân sự. Trở lại phần tin Á Châu, thưa quý vị, cuộc phóng vệ tinh của Trung Cộng gây ra trận bão chính trị trước cuộc bầu cử ở Đài Loan. Cuộc phóng một vệ tinh của Trung Cộng bay ngang qua Đài Loan dẫn đến một trận bão chính trị ở Đài Loan hôm nay về động cơ của Trung Cộng chỉ vài ngày trước cuộc bầu cử tổng thống. Văn phòng Tổng thống Đài Loan không xem cuộc phóng vệ tinh của Trung Cộng là âm mưu để can thiệp trước cuộc bầu cử, nhưng đảng đối lập đặt câu hỏi tại sao báo động được phát đi. Hôm thứ Ba, chính phủ phát báo động không kích sau khi hỏa tiễn Trung Cộng mang theo một vệ tinh khoa học bay ngang qua Đài Loan ở độ cao hơn 500 km. Bộ Quốc phòng sau đó xin lỗi vì dịch sai tiếng Anh khi sử dụng từ phi đạn. Khi được hỏi liệu Đài Loan có xem cuộc phóng vệ tinh là âm mưu can thiệp cuộc bầu cử hay không, văn phòng tổng thống nói rằng họ không nghĩ cuộc phóng vệ tinh mang động cơ chính trị. Trong khi cuộc phóng hỏa tiễn dẫn đến báo động không kích nhằm,
Đài Loan liên tục cáo buộc Bắc Kinh tìm cách can thiệp vào cuộc bầu cử thông qua quân sự, chính trị, kinh tế hay các biện pháp khác. Trung Cộng gọi những cáo buộc này là trò bịp bợm bẩn thỉu. Ứng cử viên Tổng thống Lại Thanh Đức của đảng cầm quyền ủng hộ việc Bộ Quốc phòng Đài Loan công bố biểu đồ cho thấy đường bay của vệ tinh đi ngang qua miền Nam Đài Loan. Trong cuộc vận động tranh cử hôm nay, ông nói rằng thông tin này là dựa trên quyền được biết của người dân để cho công chúng không hiểu lầm. Đồng thời, nếu phát hiện bất kỳ mảnh vỡ nào thì người dân có thể giao cho cơ quan hữu trách. Văn phòng Đài Loan sự vụ của Trung Cộng giải thích cuộc phóng vệ tinh là hoạt động bình thường không liên quan đến cuộc bầu cử ở Đài Loan. Chủ tịch Bắc Hàn đến thăm nhà máy võ khí giữa chỉ trích vì mua bán võ khí với Nga. Chủ tịch Bắc Hàn Kim Jong-un đến thăm các nhà máy võ khí trong tuần này giữa lúc Hoa Kỳ và các đối tác lên án việc mua bán võ khí của Bắc Hàn với Nga. Hãng thông tấn KCNA hôm nay cho biết, ông Kim cũng nhắc đến những thiếu sót gần đây trong việc tổ chức sản xuất đạn dược và yêu cầu điều chỉnh, trong khi nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của sản xuất võ khí lớn. Hình ảnh chuyến thăm một nhà máy đạn dược cho thấy ông Kim đang thị sát xe phóng hỏa tiễn tầm ngắn lưu động. Chuyến thăm của ông diễn ra khi có gần 50 quốc gia lên án việc Nga mua và sử dụng hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn để tấn công Ukraine. Tuyên bố chung hôm thứ Ba nói rằng việc Nga sử dụng hỏa tiễn đạn đạo của Bắc Hàn ở Ukraine cũng cung cấp thông tin kỹ thuật và quân sự quý giá cho Bắc Hàn. Trong cuộc điện đàm hôm thứ Ba với người tương nhiệm Nam Hàn Chan Ho-jin, Cố vấn An ninh Quốc gia Tòa Bạch Ốc Jake Sullivan mạnh mẽ lên án việc Bắc Hàn chuyển giao hỏa tiễn cho Nga. Phát ngôn viên John Kirby của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ cho biết, sau khi sử dụng hỏa tiễn đạn đạo Bắc Hàn trong ngày 30 tháng 12 và ngày 2 tháng 1, Nga đã sử dụng thêm nhiều võ khí như thế này ở Ukraine, trong đó một hỏa tiễn rơi xuống Kharkiv. Hoa Kỳ cùng với các đồng minh và đối tác sẽ nêu lên vấn đề này với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong ngày thứ Tư hôm nay. Núi lửa Lewotobi Laki Laki ở Indonesia phun trào, báo động tăng lên mức cao nhất. Thưa quý vị, núi lửa Lewotobi Laki Laki ở Indonesia phun trào hôm nay, phun tro bụi lên cao 2 km trong khi nhà chức trách tăng lên báo động lên mức cao nhất. Núi lửa phun trào theo sau nhiều tuần hoạt động núi lửa gia tăng trên ngọn núi trên đảo Flores ở miền đông Indonesia và buộc chính quyền địa phương ra lệnh di tản đối với người dân ở gần đó. Ông Herin, một quan chức địa phương cho biết, các cộng đồng được khuyến cáo lập tức di tản đến các điểm an toàn để tránh tro bụi nóng từ núi lửa. Nhà chức trách địa phương lập ra hai nhà lánh nạn tạm thời, hiện đang hỗ trợ cho khoảng 5.000 người. Trung tâm giảm thiểu tác hại của núi lửa và địa chấn, viết tắt là PVMBG, tối hôm thứ Ba, nâng mức báo động của núi lửa Lewotobi Laki Laki lên cấp 4, sau khi trung tâm nâng báo động lên mức cao thứ nhì trong tuần trước và áp dụng vùng cấm 4-5 km xung quanh miệng núi lửa. Người dân địa phương được khuyến cáo cảnh giác nguy cơ lũ lụt do dòng bùn đất núi lửa chảy xuống sông. Ông Hendra Gunawan, lãnh đạo trung tâm, đề nghị người dân mang khẩu trang để ngăn chặn tro bụi núi lửa nguy hiểm lọt vào đường hô hấp. Indonesia nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương và có gần 130 núi lửa. Nhà chức trách Indonesia hôm thứ Ba nâng báo động của núi lửa Marapi trên đảo Sumatra lên mức cao thứ nhì và ban hành vùng cấm 4.5 km xung quanh miệng núi lửa. Đợt phun trào vào tháng 12 của núi lửa Marapi làm 23 người thiệt mạng. Tin thế giới tiếp theo sau đây nói về năm 2023 chính thức là năm nóng nhất từ trước đến nay. Thưa quý vị, các nhà khoa học xác định năm 2023 là năm nóng nhất từ trước đến nay. Các chuyên gia từ cơ quan khí hậu biến đổi Copernicus C3S của Liên hiệp Âu Châu cho biết, bình quân nhiệt độ toàn cầu năm ngoái là 58.96 độ F, cao hơn khoảng 0.3 độ F so với năm 2016, năm nóng nhất trước đó. Các nhà khoa học xác nhận mùa hè năm ngoái là mùa hè nóng nhất từ trước đến nay, trong khi tháng 7 là tháng nóng nhất tính cho đến nay. Các chuyên gia cảnh báo nhiệt độ trên toàn cầu nay đến gần giới hạn 2.7 độ F và họ chỉ ra nguyên nhân là khí thải nhà kính.
năm 2023 được xem là năm trái đất trải qua những thảm họa khí hậu tốn kém nhất như hạn hán, lũ lụt, cháy rừng và các đợt nắng nóng. Bà Samantha Burgess, phó giám đốc C3S nói rằng, năm 2023 là năm khác thường với nhiều kỷ lục khí hậu bị xô đổ như domino. Nhiệt độ trong năm 2023 có lẽ vượt qua nhiệt độ của bất kỳ khoảng thời gian nào trong ít nhất 100.000 năm qua. C3S xem xét chỉ số nhiệt độ dựa trên nhiều nền tảng và công cụ, từ các trạm quan trắc thời tiết cho đến khí cầu và vệ tinh thời tiết. Chỉ số của C3S thể hiện bình quân nhiệt độ không khí cho toàn hành tinh trong cả năm, nên thấp hơn chỉ số nhiệt độ nóng thông thường. Không những 2023 là năm nóng nhất từ trước đến nay, mà nó còn đánh dấu lần đầu tiên mỗi ngày trong một năm nhiệt độ cao hơn 1.8 độ F so với bình quân thời tiền công nghiệp, từ khoảng năm 1850 cho đến 1900. Copenhagen chuẩn bị cho lễ đăng quang của tân quốc vương. Nữ hoàng Margaret của Đan Mạch, vị nữ hoàng trị vì lâu dài nhất Âu Châu, sẽ thoái vị ngày 14 tháng 1 sau 52 năm nắm giữ ngai vàng và kế vị là trưởng nam của bà, hoàng thái tử Frederick. Quốc kỳ Đan Mạch tung bay khắp đường phố của thủ đô Copenhagen trước dịp trọng đại này. Trong ngày Chủ nhật tới, nữ hoàng 83 tuổi sẽ đi xe ngựa đến Christiansborg Palace để dự cuộc họp của Hội đồng Nhà nước, nơi bà sẽ ký thư thoái vị và Frederick trở thành quốc vương. Sau đó, bà sẽ trở về nhà trong khi Thủ tướng Mette Frederiksen công bố người kế vị ngai vàng từ ban công tại quảng trường Christiansborg Palace. Nữ hoàng Đan Mạch trở thành vị nữ hoàng trị vì lâu dài nhất ở Âu Châu sau khi nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị từ trần hồi tháng 9 năm 2022. Tháng 7 vừa qua, bà trở thành nữ hoàng trị vì lâu dài nhất trong lịch sử Đan Mạch. Kính thưa quý khán giả, vừa rồi là phần tin quốc tế. Lát nữa đây, sau phần thông tin thương mại của Hùng Việt TV, Quỳnh Anh sẽ trở lại với tin Việt Nam. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.